nơi xa xôi, ta về đây sum họp một nhà. Nhà Việt Nam ông cha ta xây, bao ngàn năm dòng giống dòng tiên. Lạc Long quân Âu Cơ, anh hùng áo nâu Quang Trung đã lừng danh dừng bước giặc thù, giữ gìn núi sông thân yêu đã một lần thống nhất Việt Nam. Dân Việt Nam anh hùng, một lòng chí trai nam nhi, hào hùng nữ nhi oai nghi, rèn luyện võ công oai danh, đó chính là võ cổ truyền, cổ truyền Việt Nam. Từ năm châu muôn phương ta về đây xây dựng cơ đồ, làm rạng danh quê hương ông cha, tô hồng thêm dòng máu Việt Nam. Dòng sử xanh Lam Sơn, anh hùng nữ nhi Trưng Vương đã vì dân vì nước diệt thù, bảo tồn võ công oai danh, võ cổ truyền tổ quốc Việt Nam. Yeah.
đâu. Từng nhịp trống vang lên à, ngoài cửa. Mình lưu ý này, tức là chuyện hôm nay nó sẽ đa cắt mà có thể đẩy giá vì đồng nghiệp cắt cao giá thì chồng lại phải đẹp đang đẹp thay các bạn bóng ngang tay thì có bộ thành viên bóng cùng là còn gặp lại là tự động đẹp có thể cầm các bạn chỉ là bóng đẹp vì đau quá không Việt Nam hôm nay chiều trái tim chung sức anh tài. Nhà Việt Nam hôm nay